Chào mừng anh chị, quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em. Trong buổi chiều ngày hôm nay, em lại tổng hợp lên sóng một dàn xe bản sedan 2 đầu 7 chỗ 5 chỗ, hàng nhập hàng Việt, số sàn số tự động, giá rẻ thì chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng quay đầu. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá cuối tháng 7 từ 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu cho một đầu xe. Vậy thì quý vị và các bạn nào quan tâm một trong những mẫu xe hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em, hãy cứ alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên các bác nhé. Tất cả những mẫu xe tại bãi xe bên em, em cam kết với các bác là giấy tờ chuẩn chỉ cho các bác, bao rút hồ sơ gốc cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho quý vị và các bạn nhé. Và mẫu xe đầu tiên là một mẫu xe Kia K3 sản xuất 2014, một mẫu xe bản đủ, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 368 triệu đồng, có bao hồ sơ gốc cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác luôn. Một mẫu xe Kia K3, vâng, một mẫu xe bản đủ, gãy số trên bô lăng, đấy, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Mang nước sơn màu đen, la răng đúc 4 bánh, túi khí cũng như ABS. Nội thất này, các bác xem phần nội thất của xe. Nội thất của xe, ghế da vẫn là xịn sò các bác nhá. Ghế da xịn luôn. Đấy, con này thì em giảm giá sập sàn, nay chỉ còn 365 triệu đồng. Đấy, có cả cửa sổ trời, bàn phím tích hợp trên bô lăng. Đấy. Một mẫu xe Kia K3, một mẫu xe bản đủ, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng các bác nhá. Đấy, cam kết các bác là xe zin cả xe, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ. Và quay bên cạnh đây là một mẫu xe Toyota. Vâng, dòng Toyota thì máy móc của nó rất là lành, đồ đạc của em nó thì rất là dễ thay thế các bác nhá. Dòng này thì không hay hỏng vặt luôn. Sơn xi màu đỏ rất là đẹp các bác này. Đời 2020. Đấy, hỗ trợ làm trả góp ngân hàng lên đến 60% giá trị của xe. Vậy thì quý vị và các bạn chỉ cần bỏ ra hơn 100 triệu có thể sở hữu ngay em Toyota. Đấy, các bác mua về khởi nghiệp, đấy, kinh doanh dịch vụ taxi thì ok các bác nhá. Nội thất ghế da màu đen, có cả màn hình cam nồi rồi. Đấy, đời 2020. Đấy, để cho các bác là 380 triệu đồng. Đấy, có lộc lá cho các bác khi các bác đến xem xe trực tiếp bãi xe bên em có nhá. Sơn xi màu đỏ rất là đẹp luôn. Và trước Daewoo Lachatti, con này thì nó là bản CDX, xe thì phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, zin cả xe các bác nhá, biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Vâng, 96285. Mẫu xe sơn xi màu xám đá rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì màu này nó là màu hot nhất của dòng Daewoo Lachatti bản CDX luôn. Đấy, con này thì để cho các bác 215 triệu đồng. Đấy, lộc lá cho các bác 5 triệu, 10 triệu khi các bác đến xem xe trực tiếp bãi xe bên em. Đấy, cam kết các bác là xe rất là đẹp, zin toàn tập luôn. Nội thất ghế da xịn các bác này. Màn hình Android có cả cam nồi rồi. Đấy, các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng các bác nhé. Đấy, nằm ngay với sát quốc lộ 10. Đấy, các bác chưa biết mua xe đâu thì cứ đến trực tiếp bãi xe của em. Xe thì rất là nhiều này các bác này. Đấy, rất là nhiều, 5 chỗ, 7 chỗ, máy dầu, máy xăng, giá tiền thì chỉ từ vài chục triệu đồng cho đến vài trăm triệu đồng. Và quay trở lại là một mẫu xe Daewoo Lachatti CDX nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về. Đấy, một mẫu xe bản đủ, vâng, tư nhân chính chủ biển Thái Bình. Đấy, mẫu xe Daewoo Lachatti bản CDX, con này thì nó là bản đặc biệt, bản xuất Trung Đông. Bản này là bản 8 túi khí an toàn. Nội thất ghế da vẫn là ghế da xịn các bạn này. Đấy, ghế da xịn, bàn phím tích hợp chức năng, túi khí ABS đầy đủ. Đấy, có cả cửa sổ trời, đề lỗ start top. Đấy, để cho các bác là hơn 100 triệu đồng thôi. Đấy, 195 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Daewoo Lachatti bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc. La răng đúc 4 bánh, túi khí ABS, phanh đĩa 4 bánh, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhé. Quay trở lại là một mẫu xe Toyota Vios đời 2014. Con này nó là một số tự động bản G, xe tư nhân chính chủ biển Hải Phòng, 15A.
sơn xi màu bạc. Vâng, cam kết các bác là xe con này thì keo chỉ zin, máy số zin luôn. Xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng các bác nhá. Có cả màn hình Android, túi khí cũng như ABS, gương kính chỉnh điện, bệ bậc lên xuống có vlog mạ chrome. Đấy, con này thì để cho các bác là 352 triệu đồng. Đấy, có ba hồ sơ gốc cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác nhé. Mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, giá cả thì rất là bình dân. Đấy, 352 triệu đồng bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác nhé. Honda City sản xuất 2014, mang phiên bản số tự động, động cơ 1.5, đeo biển kiểm soát Hà Nội, sơn xi thì màu trắng, la răng đúc, phanh đĩa bốn bánh, túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhé. Mẫu xe Honda City này bên em đang chào bán với giá là hơn 300 triệu đồng. Đấy, 336 triệu đồng lộc giá cho các bác, cây số lẻ 36 triệu, còn lấy các bác là 330 triệu đồng. Có bao hồ sơ cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển cho các bác nhé. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe Honda City. Đấy, thương hiệu của Nhật Bản, số tự động, động cơ 1.5, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng này, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Và tiếp theo đây là một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cuối đá, mẫu xe Toyota Vé ớt đời 2015, mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.5, máy xăng. Đấy, mẫu xe con này thì là bản E xịn các bác nhá, bản E xịn luôn, la răng đúc, phanh đĩa bốn bánh, túi khí cũng như ABS. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 270 triệu đồng, có bao hồ sơ cho các bác. Toyota Vé ớt đời 2019 bản G, số tự động, động cơ của nó là 1.5. Đấy, đeo biển kiểm soát 15A. Xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới này. Đấy, mang nước sơn màu trắng rất là đẹp luôn. Con này thì để cho các bác là 452 triệu đồng. Vâng, chỉ có 452 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vé ớt đời 2019 các bác nhé. Toyota Vé ớt đời 2009 này. Đấy, con này nó là bản G. Đấy, bản G số tự động các bác nhé. Bản G nó là bản cao cấp nhất của dòng Toyota Vé ớt rồi. Con này nó là form cũ, con này form mới nè các bác này. Đấy, con này thì để cho các bác là 260 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ gốc cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác nhé. Đấy, Toyota Vé ớt là những cái mẫu xe bền, đẹp, rẻ, tiết kiệm. Đấy, giá cả thì rất là bền. Rất là hợp lý các bác nhé. Đấy, để cho các bác là 260 triệu đồng. Và chiếc xe Toyota Vé ớt đời 2000, con này đời 2014 này, biển kiểm soát Hải Phòng. Đấy, biển Hải Phòng, đời 2014, tên tư nhân biển Hải Phòng, ký nháy lăn tay đầy đủ rồi. Sang tên bấm biển chỉ trong một lốt nhạc thôi. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 4 năm 2024 các bác nhé. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là 275 triệu đồng. Đấy, 275 triệu đồng. Đời 2014, số sàn, động cơ 1.5. Đấy, máy xăng các bác nhé. Đấy, tên tư nhân biển Hải Phòng rất là ok. Đấy, nội thất thì rất là đẹp. Và mẫu xe đời cao mà giá thì chỉ có hơn 200 triệu này các bác này. Mẫu xe Chevrolet Avell. Đấy, Chevrolet Avell các bác nhá, mang thương hiệu nước Mỹ, bản sedan hai đầu, động cơ 1.5. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Con này thì bên em đang chào bán với giá là hơn 200 triệu đồng thôi. Đấy, số tự động các bác nhá, đời 2014 mà giá thì chỉ có hơn 200 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà đang cần tìm cái mẫu xe mua về chạy gia đình. Đấy, chạy gia đình hoặc là chạy kinh doanh dịch vụ, cứ alo cho em. Đấy, chỉ có 225 triệu đồng thôi. Đấy, các bác đã sở hữu mẫu xe Chevrolet Avell. Đấy, đời 2014 các bác nhá. Mẫu xe Daihatsu Latati bản SE số sàn, động cơ 1.6, đeo biển kiểm soát Hòa Bình ơi. Đấy, sơn xi màu bạc, form dáng thì rất là ok, rất là đẹp luôn. Con này thì để cho các bác là 175 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe Daihatsu Latati. Đấy, một mẫu xe số sàn nhập khẩu nguyên chiếc bản SE. Đấy. Đấy, các bác xem này, nội thất rất là ok, có cả màn hình Android, cam nồi đầy đủ rồi. Đấy, form dáng của nó rất là đẹp các bác nhá. Form dáng của em nói thì không bao giờ bị lỗi thời luôn. Đấy, chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi. Toyota Vé ớt đời 2010, sơn xi màu trắng này. Đấy, con này thì 158 triệu đồng. Đấy, đời 2010, biển kiểm soát Bắc Giang, sơn xi màu trắng, đã được lâng phun kịch đồ rồi. Đấy, la răng đúc, đấy, xi nhan báo rẽ trên gương, gương kính chỉnh điện. Đấy, đây nội thất đây, rất là đẹp luôn. Đấy, chỉ có 158 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe Toyota Vé ớt, một trong những mẫu xe quốc dân. Và ngay bên cạnh đây là có, chúng ta sẽ có một mẫu xe Hyundai Accent.
Hyundai ASEAN. Đấy, nhập khẩu nguyên trước các bác nhá. Hyundai ASEAN nhập khẩu nguyên trước. Đấy, con này thì 250 triệu đồng, đời 2058 này. Để cho các bác 250 triệu có nhá. Đời 2012 luôn. Đấy, đời 2012 để cho các bác là 250 triệu đồng. Có bao hồ sơ cho các bác luôn, hàng nhập khẩu các bác nhá. Hàng nhập khẩu nguyên trước. Đấy, bên em thì đấy, đang có chương trình khuyến mại giảm giá cuối tháng 7 từ 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu. Đấy, có con lên đến 30 triệu một đầu xe các bác nhá. Vậy thì bác nào mà nhanh chân nhanh tay, đấy, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Con này em giảm 8 triệu các bác này. Và con này thì em giảm rất là sâu luôn, chỉ có 205 triệu đồng. Đấy, mẫu xe Trendmaster Cru, sản xuất 2013. Số sàn động cơ 1.6, biển kiểm soát 2 củ lạc. Đấy, con này thì để cho các bác là chỉ có 205 triệu đồng thôi. Đấy, trước em bán là cũng là 230 mấy 40 triệu các bác nhá. Đấy, giảm cho các bác gần 30 triệu này. Đấy, 205 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Trendmaster Cru, sơn xi màu đen xịn sò, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn. Đấy, rất là ok. Mẫu xe Toyota Vios hàng quốc dân, giá cả bình dân. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng 15A. Đấy, biển Hải Phòng các bác nhá, 160 triệu đồng. Đấy, đời 2010. Đấy, con này nó là bản Nimo, lưng phun đồ các bác nhá. Nội thất này rất là tươi, có cả đấy, con này thì đã được độ lên cả thu khí luôn này, gương kính chỉnh điện, đấy, cục xòe các bác nhá. Đấy, 160 triệu đồng. Và bên cạnh đây là một mẫu xe Hyundai ASEAN. Đấy, Hyundai ASEAN các bác mua về chạy kinh doanh dịch vụ taxi thì rất là ok. Động cơ chỉ với 1.4 thôi, rất là tiết kiệm luôn. Con này thì để cho các bác nào hơn 300 triệu đồng thôi. Đấy, hơn 300 triệu đồng các bác nhá. Đấy, 365 triệu đồng. Đấy, có bao hồ sơ cho các bác. Đấy, màn hình Android có cả cam nồi luôn. Nội thất này rất là tươi. Đấy, bác nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai ASEAN. Đấy, con này nó là bản đủ các bác nhá, 365 triệu đồng. Có bao hồ sơ gốc cho các bác, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho các bác luôn nhá. Kia Celato. Kia Celato nhập khẩu nguyên trước đời 2007. Mang phiên bản số sàn, khối động cơ của nó là 1.6 máy xăng. Đấy, con này thì để cho các bác là hơn 100 triệu đồng thôi. Đấy, nói đến dòng Kia Celato thì các bác đã biết rồi đấy. Đấy, con này thì đi rất là bền. Đấy, các bác xem này, hàng này hàng nhập khẩu các bác nhá. Đấy, để cho các bác là 120 mấy triệu đồng thôi. Đấy, các bác mua được giá nào thì cứ alo cho em. Đấy, hơn 100 triệu đồng, các bác mua về che mưa che nắng, tập lái thì rất là ok. Đeo biển kiểm soát Hà Giang 23A. Vâng, một mẫu xe Hyundai Avante đời 2012, số tự động động cơ 1.6, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Đấy, một mẫu xe Hyundai Avante đời 2012 thì trước em bán là 292. Đấy, bớt cho các bác 10 triệu lấy các bác 282 triệu đồng thôi. Nội thất ghế da xịn này. Đấy, ghế da xịn có cả màn hình cam nồi. Đấy, cam hành trình đầy đủ. Đấy, mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng luôn các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Lachetti bản CDX nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Sơn xi màu chả, màu đen xịn luôn các bác nhá, màu đen xịn luôn. Đấy, ký nháy lăn tay đầy đủ rồi. Đấy, giá tiền chỉ với 195 triệu đồng. Đấy, 195 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu mẫu xe Daewoo Lachetti bản CDX nhập khẩu nguyên trước. Đấy, keo chỉ zin. Đấy, máy số rất là ngon. Đấy, một mẫu xe nhập khẩu này, có cả cửa sổ trời, đề lỗ start top. Đấy, màn hình Android, đấy, túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Đấy, để cho các bác là chỉ có 195 triệu đồng. Đấy, bao hồ sơ cho các bác, con này bớt cho các bác 5 triệu các bác nhá. Đấy, biển kiểm soát Hải Phòng, form dáng thì rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp quá các bác nhá. Và một mẫu xe đời 2013, đó là một mẫu xe Kia Forte. Đấy, con này nó là bản đủ, bản đủ xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng này. Đấy, một mẫu xe Kia Forte để cho các bác là chỉ có 255 triệu đồng, 275, con này em bớt các bác 20 triệu luôn. 255 triệu đồng các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Forte. Sơn xi màu trắng rất là đẹp luôn. Đấy, lội y của xe các bác này, rất là ok, túi khí ABS đầy đủ luôn. Màn hình, đấy, phanh đĩa bốn bánh các bác nhá. Đấy, con này chỉ có còn 255 triệu đồng thôi. Mẫu xe Toyota Vios, vâng, một mẫu xe quốc dân, giá cả bình dân. Đấy, chỉ có 160 triệu đồng, đời 2010. 2010 số sàn động cơ 1.5. Đấy, la răng thâm các bác này. Đấy, nội thất các bác này. Rất là đẹp luôn. Vâng, chỉ có 160 triệu đồng. Các bác đã sở hữu mẫu xe
Toyota về ớt. Đấy, được mệnh danh là ông tổ của sự bền bỉ các bác nhá. Đấy, được mệnh danh là ông tổ sự bền bỉ này. Sơn si thì màu vàng cát, biển kiểm soát Hải Phòng. Và tiếp tục là một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về, một mẫu xe Kia Rio. Kia Rio đời 2011. Đấy, 2011. Đấy, con này thì là 178, em lấy các bác là 165 thôi. Đấy, bớt con này thì rất là sâu luôn. Đấy, hàng nhập khẩu, biển kiểm soát 38A. Đấy, mẫu xe 5 chỗ ngồi. Đấy, chỉ có 165 triệu đồng. Các bác đã sở hữu một mẫu xe Kia Rio nhập khẩu nguyên chiếc và chỉ có 160 triệu đồng, đó là một mẫu xe Honda Civic sản xuất 2007. Đấy, 07 các bác nhá. Con này 07 hay 09 các bác nhá. Đấy, 07 thôi. Đấy, giá tiền 160 triệu đồng. Mazda 6 sản xuất 2017 này, 2017 các bác nhá. Đấy, con này 2017, con này thì 490 triệu đồng, có bao gồm phí xăng, tên, bấm biển cho các bác. Con này thì xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, một chủ từ mới luôn. Theo biển kiểm soát 35A, biển này là biển quê hương Linh Bình. Đấy, con này thì loanh quanh 205 triệu đồng, đời 2015. Sơn si màu bạc, vâng, màu bạc xịn luôn các bác nhá. Không đổi màu, đấy, keo chỉ zin của máy số zin luôn. Và tiếp tục đây là một mẫu xe Daewoo Lacetti. Đấy, bản này là bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc, số tự động, động cơ 1.6 máy xăng. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 186 triệu đồng. Đấy, form dáng thì rất là đẹp luôn. Một mẫu xe Daewoo Lacetti bản CDX, đăng kiểm thì dài miên man. Nội thất thì rất là đẹp các bạn ạ. Nội thất ghế da của em nó vẫn là ghế da xịn, túi khí cũng như ABS đầy đủ các bạn nhé. Đấy, túi khí ABS đầy đủ luôn. Mẫu xe nhập khẩu nguyên trước từ bên Đài Loan, đó là một mẫu xe Buick X-Trailer, số tự động đời 2009. Đấy, số tự động đời 2009, mà con này thì chỉ có loanh quanh hơn 100 triệu đồng thôi, 115 triệu đồng. Các bạn đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu màn hình Android, đó là một mẫu xe Buick X-Trailer, túi khí ABS đầy đủ các bác nhé. Mẫu xe Forerunner đời 2002, mang phiên bản số sàn, động cơ 1.8, xe tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ mới, biển kiểm soát Hà Nội. Con này thì bên em để cho các bác là chỉ có 125 triệu đồng. Đấy, 125 triệu đồng cho một mẫu xe quốc dân, mẫu xe lồi đồng cửa đá các bác nhé. Hyundai Venla đời 2008 với giá tiền 136 triệu đồng. 136 triệu đồng bao gồm phí rút hồ sơ cho các bác, sơn si màu bạc, vâng, màu bạc xịn luôn các bác nhé. Đấy, không đổi màu luôn. Honda Civic, vâng, đời 2008, mang phiên bản số tự động, động cơ của nó là 2.0. Đấy, con này nó là bản đủ các bác nhé. Bản đủ tư nhân chính chủ, biển Hà Nội. Đấy, nội thất là rất là đẹp luôn. Đấy, biển Hà Nội, nó là bản con này động cơ 2.0 bản đủ luôn, gảy số trên vô lăng, túi khí cũng như ABS đầy đủ các bác nhé. Đấy, con này thì để cho các bác là 255 triệu đồng thôi. Đấy, 255 triệu đồng một mẫu xe Honda Civic, một mẫu xe bản đủ, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng các bác nhé. Và đây là một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, một mẫu xe Daewoo Gentra. Daewoo Gentra sản xuất 2010 các bác nhé. Đấy, động cơ 1.2, vâng, một mẫu xe tư nhân, gia đình sử dụng, biển Lào Cai. Đấy, con này thì bên em để cho các bác là 139 triệu đồng, có lộc lá cho các bác khi các bác đến xem xe trực tiếp bãi xe bên em. Đấy, bao hồ sơ cho các bác nhé, bao hồ sơ gốc về cho các bác. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc mà giá tiền chỉ có 139 triệu đồng. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Đấy, sơn si màu trắng rất là đẹp luôn. Tiếp tục đây là một mẫu xe Toyota Vios đời 2018, mang phiên bản số sàn, với động cơ của nó là 1.5. Đấy, sơn si màu vàng cát, biển kiểm soát Quảng Ninh. Đấy, con này thì bên em đang chào bán với giá là chỉ có đâu đó là hơn 300 triệu đồng, 358 triệu đồng bao hồ sơ gốc cho bác. Đấy, một mẫu xe quốc dân, các bác mua về chạy taxi, dịch vụ khởi nghiệp, kiếm tiền ok. Mẫu xe Trend Velux Cru sản xuất 2010, mang nước sơn màu đen, con này 225 triệu đồng, bớt cho các bác 10 triệu, lấy các bác 215 thôi. 215 triệu đồng, form dáng thì rất là đẹp, số tự động, động cơ 1.8, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn các bác nhá. Đấy, tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng luôn. Đấy, nội thất này rất là đẹp luôn. Đấy, màn hình Android cam nồi đầy đủ rồi. Và Toyota Vios đời 2017, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.5, biển kiểm soát 15A.
Đấy, con này đời 2017 thì nó lên máy mới, máy trắng này. Đấy, máy mới, máy trắng rồi các bác nhá. Nội thất này, ghế da thì rất là đẹp luôn, có cả màn hình Android, hai túi khí an toàn. Con này để cho các bác là 335 triệu đồng, có bao hồ sơ cho các bác. Đấy, chỉ có 335 triệu đồng bao hồ sơ gốc về cho các bác nhá. Hỗ trợ sang tên bấm biển cho các bác luôn. Mẫu xe Daihatsu Latati sản xuất 2010, mang hộp số sàn, khối động cơ 1.6 máy xăng, biển kiểm soát Thái Nguyên. Đấy, con này thì zin cả xe luôn các bác này. Đấy, để cho các bác là 130. Đấy, bớt cho các bác cái số lẻ 8 triệu. 130 triệu đồng còn có bao hồ sơ về cho các bác nhá. Bao rút hồ sơ cho các bác, có cả màn hình Android cam nồi đầy đủ rồi. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng các bác nhá. Đấy, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này alo cho em. Mẫu xe Daihatsu Latati. Vâng, bản này nó là bản SE số sàn. Đấy, động cơ 1.6 máy xăng. Với giá tiền con này chỉ với 175 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ có 175 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở một mẫu xe Daihatsu Latati. Đấy, bản SE. Đấy, bản SE số sàn, động cơ 1.6. Đấy, màn hình Android cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Daihatsu Latati CDX. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc đời 2008, số tự động, động cơ 1.6 máy xăng. Con này thì bên em đang chào bán với giá là 185 triệu đồng. Đấy, có bao gồm hồ sơ vận chuyển cho các bác luôn. Kia K3 đời 2014 này. 2014 quá nhá, mang phiên bản là số tự động, động cơ số sàn, động cơ của nó 1.6. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng. Con này thì bên em đang chào bán với giá là chỉ có loanh quanh 332 triệu đồng thôi. Đấy, con này trước em bán 335 các bác nhá. Đấy. Mẫu xe Hyundai i10. Đấy, Hyundai i10 sản xuất 2015. Đấy, 2015. Số sàn, động cơ 1.2. Đấy, động cơ 1.2 các bác nhá. Con này thì để cho các bác là 200 triệu đồng. Đấy, các bác đã sở hữu một mẫu xe i10. Đấy, bản sedan hai đầu. Đấy, loanh quanh hơn 200 triệu đồng một tí thôi. Đời 2015 các bác mua về khởi nghiệp kiếm tiền rất là ok. Hyundai Solata đời 2004 số tự động, động cơ 1. Động cơ con này nó là 2.0, hàng nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về. Con này thì 145 triệu đồng bao hồ sơ cho các bác. Đấy, dòng nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày các bác nhá, đồ đạc của nó rất là dễ thay thế luôn. Honda Civic này. Đấy, Honda Civic thì đời 2007, giá tiền 225 triệu đồng. Đấy, con này nó là xe bản đủ, động cơ 2.0, gãy số trên bô lăng. Ford Fiesta đời 2011, loanh quanh hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Đấy, Ford Fiesta động cơ 1.6, xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng các bác nhé. Dạ vâng, vừa rồi thì đoàn nghị ô tô Cũ Hải Phòng có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Em vừa tổng hợp lên sóng một dàn xe bản sedan hai đầu, giá tiền chỉ từ 100 triệu đồng cho đến 400 triệu đồng quay đầu. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà đang cần tìm một trong những mẫu xe ấy, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động, thì bên em đang có chương trình khuyến mại giảm giá cuối tháng 7 từ 5 triệu, 10 triệu, 10, 15 triệu cho một đầu xe. Vậy thì bác nào mà quan tâm một trong những mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô cũ của em, alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các bác nhé. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.